Hôm 18 tháng 10, tờ Nhật Báo Cho Sun đưa tin giới chức y tế Hàn Quốc xác nhận nhiều bác sĩ nước này đang nộp đơn để làm việc tại các cơ sở y tế tại Việt Nam. Hơn 30 bác sĩ đã đến thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra sức khỏe vào cuối tháng 9. Hiện chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tiếng Anh được tổ chức tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trong 2 tháng tới. Theo cho Sun, Việt Nam không yêu cầu bác sĩ từ các nước có trình độ y tế cao phải nộp điểm kiểm tra trình độ chuyên môn, mà chỉ yêu cầu nộp giấy phép hành nghề được chứng nhận từ quốc gia sở tại. Tuy nhiên, họ vẫn phải trải qua kỳ thi tiếng Anh và kiểm tra sức khỏe. Quy trình này đã được nối lại sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Như cầu hành nghề tại Việt Nam của bác sĩ Hàn Quốc tăng cao đã tạo điều kiện cho các công ty dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục. Dịch thuật phát triển Đại diện một công ty cho biết, Ngoài các chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu vốn được ưa chuộng, nhiều bác sĩ chuyên khoa cấp cứu và nha khoa cũng quan tâm đến thị trường Việt Nam. Việt Nam không yêu cầu bác sĩ từ các nước có trình độ y tế cao phải nộp điểm kiểm tra trình độ chuyên môn riêng, mà yêu cầu các ứng viên nộp các tài liệu có công chứng như giấy phép y tế của nước tại sở tại. Tuy nhiên, các ứng viên phải trải qua cuộc khám sức khỏe và kỳ kiểm tra tiếng Anh bởi chuyên gia y tế tại Việt Nam. Tính đến năm 2020, số bác sĩ trên 1.000 dân ở Việt Nam là 0,99, chưa bằng một nửa so với mức 2,5 người ở Trung Quốc. Gần đây, khi số lượng bác sĩ Hàn Quốc mong muốn thâm nhập vào thị trường Việt Nam ngày càng tăng, theo đó xuất hiện ở các công ty trung gian thay mặt họ xử lý công chứng tài liệu và huyện tiện các thủ tục ở Việt Nam một cách nhanh chóng. Một quan chức của một công ty trung gian cho biết, thời gian này, không chỉ các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ da liễu nổi tiếng mà cả các bác sĩ cấp cứu, nhà sĩ cũng nộp đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề để làm việc tại Việt Nam. Theo thông tin, nhiều bác sĩ nội trú của Hàn Quốc đang trong làn sóng nghỉ việc do không hài lòng với môi trường ở Hàn Quốc cũng xem xét việc ra nước ngoài. Năm nay, số lượng bác sĩ nội trú Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam cũng tăng lên. Một số bác sĩ nội trú sau khi hành nghề tại các phòng khám tư nhân trong nước không hài lòng với điều kiện làm việc và quyết định tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Theo cho xin, bộ bệnh viện tư nhân tại Việt Nam đề xuất những chính sách riêng đối với bác sĩ Hàn Quốc, chẳng hạn tuần làm việc 44 giờ, mức lương hàng tháng là 30 triệu won, tương đương với 22 triệu USD và 800 triệu USD tiền hỗ trợ nhà ở. Trong khi căng thẳng giữa giới y khoa và chính phủ Hàn Quốc về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y vẫn tiếp diễn, các bác sĩ nước này tỏ ra rất quan tâm đến cơ hội việc làm tại nước ngoài. Trao đổi với phóng viên, đại diện phòng quản lý dịch vụ y tế sở y tế thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thời gian vừa qua có nhiều bác sĩ nước ngoài đến thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Điều kiện để họ làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố phải theo quy định tại Nghị định 96 năm 2023 của chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, trong đó có quy định cấp giấy phép hành nghề cho các bác sĩ nước ngoài. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cũng cho biết không chỉ bác sĩ Hàn Quốc mà tất cả các bác sĩ ở nước ngoài muốn được hành nghề tại nước ta đều phải theo quy định tại Nghị định 96. Tháng 8 năm ngoái, Hiệp hội Y học cấp cứu Hàn Quốc đã tổ chức một hội nghị học thuật định kỳ với các bài giảng như làm bác sĩ ở Canada bằng giấy phép của Hàn Quốc hay trở thành bác sĩ Mỹ. Hội nghị nhận được đơn đăng ký của gần hơn 400 người gồm bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa cấp cứu. Theo số liệu do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố vào ngày 17 tháng 10 cho thấy, mức lộ dòng trung bình phát sinh trong 6 tháng đầu năm tại 12 bệnh viện đa khoa trực thuộc các trường đại học công của nước này là 27,82 tỷ won, tương đương khoảng 20 đến 30 triệu USD. Cụ thể, mức lỗ dòng trung bình tại mỗi bệnh viện tăng 19,26 tỷ won so với mức lỗ dòng khoảng 8,56 tỷ won cùng năm ngoái điều này cho thấy rằng tình hình tài chính của các tổ chức y tế lớn và đã xấu đi đáng kể. Bệnh viện đại học quốc gia Seoul ghi nhận mức thâm hụt 162,8 tỷ won, khoảng 118 triệu USD, mức lớn nhất trong các số bệnh viện đa khoa nhà nước khác trực thuộc các trường đại học công. Ngoài SUIH, ba bệnh viện khác lớn nhất Hàn Quốc là Trung tâm y tế Asan, Bệnh viện Savaran và bệnh viện ST Mary Seoul cũng đã ghi nhận lỗ dòng tổng cộng 213,5 tỷ won trong nửa đầu năm nay. Đối với các bệnh viện đa khoa do các trường đại học tư nhân quản lý, ít nhất là 17 bệnh viện đã báo cáo tình trạng thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay với mức lỗ dòng mỗi bệnh viện là 3,37 tỷ won, trong khi cùng kỳ năm ngoái, thu nhập dòng trung bình của những bệnh viện này là 6,98 tỷ won. Việc các bệnh viện ở Hàn Quốc bị thua lỗ nặng là do cuộc đình công của các bác sĩ trẻ tuổi phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành y kéo dài từ 2 tháng năm nay, khiến các bác sĩ phải thu hẹp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trung tâm y tế tư nhân trên toàn quốc, từ khu vực Seoul rộng rãi đến các tỉnh khác. Trong một diễn biến khác liên quan, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày cho biết không thể sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh trường y cho năm học 2025 vì việc thay đổi quy mô tuyển sinh phải được hoàn tất chậm nhất vào tháng 5 năm 2025. Hiện các trường đại học y của nước này đã bắt đầu nhận đơn đăng ký và sàng lọc sinh viên ứng tuyển. Theo văn phòng trên, chính phủ Hàn Quốc đã sẵn sàng điều chỉnh quy mô tuyển sinh cho các lớp mới vào năm 2020. Theo đó, văn phòng này có kế hoạch bổ sung gần 400 suất vào số lượng tuyển sinh năm 2026 từ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 đang diễn ra để hoàn thành chiến dịch bổ sung 2.000 suất vào các trường đại học y trên toàn quốc. Việc điều chỉnh này sẽ hoàn tất vào tháng 5 trong năm năm tới. Trước đó, Hàn Quốc ban hành chính sách y tế mới khiến các bác sĩ đất nước này phẫn nộ. Cụ thể, giới chức Hàn Quốc dự định ban hành lại giấy phép hành nghề mới, yêu cầu bác sĩ phải thực tập hoặc nội trú trước khi khám chữa bệnh độc lập. Ngoài ra, để, khả, để giảm gánh nặng dân sự và hình sự mà cả bệnh nhân và bác sĩ phải chịu trong trường hợp sự cố y tế xảy ra, chính phủ có kế hoạch thiết lập một quy định giao tiếp giữa hai bên gọi là luật giải thích tai nạn y khoa. Thông tin được đưa ra Tại cuộc họp báo về tiến hành cải cách y tế ngày 20 tháng 8. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, hệ thống giấy phép tại thời điểm ban hành luật y tế vẫn có hiệu lực nhưng không đủ đảm bảo khả năng hành nghề một cách điều lập. Tuy nhiên, quy định này vẫn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các bác sĩ, họ cho rằng đây là chính sách sai lầm nhằm ngăn chặn các bác sĩ hành nghề ngoài bệnh viện theo hệ thống đào tạo nhân viên y tế hiện tại các bác sĩ tốt nghiệp trường y và vượt qua kỳ thi quốc gia sẽ nhận được giấy phép hành nghề họ có thể hành nghề ngoài bệnh viện độc lập với tư cách bác sĩ đa khoa mà không cần phải trải qua học bác sĩ y khoa theo Bộ Y tế và Phúc Lợi, tỷ lệ người bắt đầu làm bác sĩ đa khoa ngay sau khi nhận được giấy phép hành nghề từ 12% năm 2013 lên khoảng 16% năm 2021, giới chức quan lo ngại về tình trạng của các bác sĩ khám chữa bệnh độc lập ồ ạt mà không trải qua giai đoạn đào tạo, thêm khi tốt nghiệp có thể ảnh hưởng đến chất lượng điều trị. Bộ tin rằng loại giấy phép y tế mới sẽ được làm tăng tay nghề điều trị lâm sàng, có các cải cách mới nằm trong gói chính sách y tế thiết yếu công bố hồi tháng 2. Tại phiên thảo luận công khai gần đây của Ủy ban Cải cách Y tế, một số ý kiến cho rằng Hàn Quốc cần cấp bằng riêng cho các bác sĩ đã trải qua kỳ thực tập và nội trú. Ở Anh, các bác sĩ cần có giấy phép y tế riêng biệt. Tại Canada, bác sĩ cũng cần học 2 năm sau khi tốt nghiệp mới được cấp phép chứng trị hành nghề. Kang seo Ki, người đứng đầu Bộ phận Đổi mới Nhân lực Y tế của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc nhận định, Xét đến sự an toàn của bệnh nhân, cộng đồng y tế quan ngại về việc các bác sĩ chỉ cần học 6 năm trường y sau đó mở bệnh viện độc lập. Cộng đồng bác sĩ phẫn nộ trước quyết định này, họ cho rằng giới chức đang tìm cách khai thác các chuyên ngành, kéo dài thời gian đào tạo, hạn chế mở các bệnh viện tư nhân. Thực tế, sau khi tốt nghiệp đại học y, việc vào thẳng các phòng khám hành nghề là rất khó. Đơn vị đầu tiên phản đối quyết định của chính phủ là Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Họ gọi đây là chính sách trục xuất các bác sĩ khỏi lĩnh vực y tế. Choi Anna, người phát ngôn của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc cho biết, giấy phép y tế mới sẽ được gây ra sự nhầm lẫn nghiêm trọng trong hệ thống do vi phạm tất cả các quy định chung về việc về chuyên ngành và về chuyên môn. Theo ông, số lượng bác sĩ khám cho bệnh nhân sẽ giảm mạnh. Theo ông, giấy phép y tế mới vi phạm nguyên tắc hiến pháp về quyền tự do hành nghề của các bác sĩ. Liệu có đúng không khi áp dụng nhiều chính sách từ Ủy ban, cải cách y tế mà không có sự tham gia thảo luận của các hiệp hội y khoa? Ông nói, trong khi đó, đại diện Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết các quy định mới nhằm nâng cao khả năng giao tiếp và thấu hiểu giữa bệnh nhân bác sĩ giống Mỹ và Canada và Australia. Tại Trung tâm Y tế Đa Khoa Đại học Michigan, số vụ kiện tụng về sự cố y khoa đã giảm từ 2,13 xuống 0,75 sau khi ban hành luật công bố thông tin. Đầu năm nay, hàng nghìn bác sĩ Hàn Quốc đã đình công sau khi chính phủ quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh viên y khoa, cuốn theo các giáo sư y khoa giảm giờ làm hoặc từ chức. Bệnh viện giảm hoạt động ảnh hưởng bệnh nhân, gây khủng hoảng y tế nghiêm trọng tại nước này. Bộ Y tế Hàn Quốc cho Ch 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 Kyo Hong Bộ Y tế Hàn Quốc cho Kyo Hong ngày 17 tháng 10 tuyên bố chính phủ sẵn sàng đối thoại với các bác sĩ nếu họ đề xuất thảo luận về cải cách y tế. Phát biểu của Bộ Y tế, phát biểu của Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho Kyo Hong đã được đưa ra sau cuộc tranh luận giữa chính phủ và các giáo sư y khoa tại trường Đại học Quốc gia Seoul với trọng tâm là việc cải cách nhằm tăng số lượng sinh viên nhập học vào các trường y. Bộ trưởng Trong Ki Hong nêu rõ, mặc dù chính phủ và ủy ban khẩn cấp của SNU chưa thể tiếp tục thu hẹp sự khác biệt trong phiên họp này, nhưng việc bắt đầu thảo luận để tìm ra giải pháp là một bước tiến vô cùng quan trọng. Trước đó, chính phủ đã quyết định tăng thêm 1.500 suất học cho các trường y vào năm 2025, nằm trong kế hoạch tăng 2.000 sinh viên trong khoảng 5 năm tới để giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ. Tuy nhiên, hàng nghìn bác sĩ thực tập đã nghỉ việc tập thể từ tháng 2 vừa qua như một hình thức phản đối, kêu gọi thảo luận lại vấn đề này từ đầu. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng chính phủ vẫn luôn sẵn sàng đối thoại và cộng đồng y khoa có thể đề xuất hình thức thảo luận như lần trước. Ông cũng cho biết, tuy đang gặp nhiều thách thức nhưng hệ thống y tế khẩn cấp của Hàn Quốc vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Theo số liệu thống kê của chính phủ Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, các bệnh viện đa khoa đã hoạt động với 97% công suất điều trị bệnh nhân nội trú và 93% công suất cho các ca phẫu thuật. Bộ trưởng Cho Kia Hong khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì dịch vụ, chăm sóc khẩn cấp và đưa ra hệ thống y tế trở lại trạng thái bình thường, đồng thời tiến hành cải cách y tế đã được đưa ra.